Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoài An Audio. Tiếp tục các video thì ngày hôm nay, theo như mong đợi thì em đã giới thiệu tất cả các bác dòng loa Arik, công nghệ thương hiệu của Đức và được sản xuất đặt tại nhà máy tại Trung Quốc. Thì phiên bản này em giải thích các bác luôn là phiên bản giới hạn, không có nhiều và rất ít cửa hàng có cái dòng này, bởi vì dòng này nó rất là cao cấp, nó không như các cái dòng Arik bình thường. Thì đây, các bác nhìn đây, đây Arik này. Dòng loa này thiết kế là để lăm, treo lằm và để đứng đều được các bác nhá. Đây là một tấm lưới mút này. Thì đầu video các bác bỏ ra vài giây ủng hộ em xin một like nào. Em giới thiệu các bác và số lượng em chỉ có 4 đôi về thôi các bác nhá, không có nhiều, có 4 đôi thôi. Thực sự là dòng này nó rất là chất. Thì đây cho các bác xem chi tiết nội thất của này. Thì đây trước mặt các bác nhìn đây là một dòng loa bát 25 này. Màng của nó xịn sò luôn các bác nhá. Dòng phiên bản này em nói các bác là rất là hiếm. Các bác nhìn qua chất bát thì các bác nhìn biết là loa xịn rồi. Được chưa? Gân vải tầm dầu và chạy một chép kèn. Đấy, con này thì nó từ đây, từ của nó là côn của nó có 61 thôi các bác nhá. Những dòng loa xịn thì độ nhảy cao thì côn nó rất là bé, nó tạo ra chất âm lời rất là hay chứ không phải là thiên về bát nhiều, nên không cần, không phải côn to các bác nhá. Đây các bác nhìn này, từ xương bát này rất là đẹp luôn. Dòng này là côn 61 từ 170 các bác nhìn này, hàng quá xịn sò luôn, mềm bao zin. Em giải thích các bác là phiên bản này là phiên bản rất hiếm trên thị trường nhá, không có nhiều ạ. Bởi vì loa này em đang sưu tầm rất là chất. Đấy, các bác nhìn đẹp chưa, xịn sò chưa. Riêng dòng loa Arik này tạo lên đủ 3 giải luôn. Đấy, từ của nó từ 7 màu, các bác soi đèn vào, nhìn từ 7 màu. Rất là đẹp luôn. Rất là lặng, riêng loa này rất là lặng. Các bác nhìn cái quạnh xương này, đẹp chưa, quá đẹp luôn. Ok, các bác ủng hộ em xin một like nhá. Các bác ủng hộ em xin một like. Đây, tép của nó đây. Dòng này thì tép của nó côn 34,5. Tép cũng không phải là quá to, nhưng nó là tép lem. Đấy, tép DE12.8. Dòng này là của BC này. BC thì nó là made in Italy, tép của Italy. Đấy, các bạn nhìn từ tép này, sáng loang luôn, hàng quá đẹp luôn. Và sẽ cho các bác xem đằng sau của nó, phân tần và xem đằng sau, nhá. Đây, nội thất bên trong ở đây. Bông tiêu âm thì nó khá là dày. Đấy, khá là dày. Và phân tần, rồi. Phân tần của nó là chạy toàn linh kiện bằng tụ của nó Arik. Thì nó sẽ lọc chất âm rất là hay các bác nhá. Đấy, cuộn cảm này, bát chép này, chạy hai trở sứ. Phân tần này thì nó là xịn sò. Đấy, thực sự là xịn sò. Được chưa? Bông tiêu âm đằng trước và đằng sau, đít và giữa. Thùng của nó thùng gỗ rất là dày. Và đối chiếc loa này lặng, khá là lặng, rất là lặng. Và sẽ cho các bác xem đằng sau nhá. Đây, bản thân loa này nó thiết kế là loa lằm, đây là loa treo lằm này. Đấy, nhưng các bác để phun đứng rồi. Đây, các bác nhìn đằng sau đây, em chưa vệ sinh nhá. Đằng sau của nó là hai lỗ thông hơi. Đấy, rắc trích này. Và model của nó là Arik F10, đúng không ạ? Arik F10, công suất của nó là 400W trên một chiếc, ok chưa? Và con này chạy trở kháng 8 ohm. Con này thì của nó là các bác gõ vào trang web www.arikaudio.com. Dòng này mới rất là đắt tiền, được chưa? Công nghệ thương hiệu của Đức và được đặt nhà máy sản xuất tại Made in China, Trung Quốc. Đấy, giải thích các bác rất là rõ ràng nhá. Đối với dòng hoa này, về thùng gỗ của nó thì thực sự là quá là chắc chắn rồi, dày lắm. Và đây, ok tất cả các bác, và ngay sau đây cho các bác xem thực tế loa em đang để đứng. Em đang để đứng nhá các bác nhá. Arik để làm được để đứng rồi. Và số lượng em chỉ có 4 đôi thôi. Và cái giá thực sự các bác là giá rất, nó rất là êm, không đắt và không rẻ. Bởi vì các bác nhìn loa Arik này nó không như các loại Arik khác, nó là phiên bản cao cấp và chất lượng bát nó là hàng xịn rồi. Đây, sẽ test qua cho các bác chất âm của dòng loa Arik nhá. Và em đang để một chiếc loa Arik và một chiếc MOF, thì các bác trải nghiệm. Em mở, sẽ mở chiếc loa MOF trước, đúng không ạ? Em để hai tần số âm giống nhau, ok chưa? Đây, hiện tại đang test loa MOF, MOF KD10. Các bác đeo tai phone kiểu âm nhá. Ok. Và bây giờ là em sẽ test bên trái là chiếc Arik, cũng là để 12 giờ. Các đánh một kênh anh em nhá. Các bác đánh giá nhá, bởi vì tép bên này nó là tép leo, nó sẩy hơn, nên đủ 3 giải nghe nó ok hơn.
các bác được trải nghiệm hai loại loa khác nhau, đều là full 25. Và chiếc Eric này, các bác ủng hộ em xin một like, em sẽ báo giá tất cả các bác nhé. Giá rất tốt cho các bác trên thị trường, và hiện tại bây giờ đó là 6 triệu bên em bao ship nhé. 6 triệu bên em bao ship, và phiên bản này là phiên bản giới hạn nên trên thị trường rất hiếm. Em khẳng định các bác, trên thị trường rất hiếm đối với dòng Eric này, F10 này. Đấy, và xem cho các bác xem lại một lần nữa chút bát của nó này. Nhìn quá là xịn sò, đấy thực sự là xịn sò. Và Eric thì nó có rất nhiều là model các bác nhá, Eric có rất nhiều model, nhưng phiên bản này là phiên bản rất là hiếm đấy. Và giá 6 triệu bên em bao ship và sẽ bao đẹp cho các bác về những dòng sản phẩm này. Thì các bác vui lòng đặt đơn hàng thì có thể là liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0352 910 999 hoặc Zalo 0352 910 999. Một sản phẩm cực kỳ hiếm và số lượng em chỉ có 4 đôi duy nhất thôi. Hàng bên em đã lựa chọn nên hàng bên em bao đẹp cho tất cả các bác nhé, với một mức giá rất là dễ chịu, rất êm, đúng không ạ? 6 triệu bởi vì loa này nhập vào rất là cao tiền, không có rẻ các bác nhé. Đấy, chắc là nữa cho bác nghe này. Chỉ số lượng hàng này nó hiếm thì số lượng có ít thôi. Thì các bác vui lòng thì đặt hàng sớm thì liên hệ trực tiếp cho em bằng số điện thoại 0352 910 999 nhá. Ok, xin chào toàn thể các bác và hẹn các bác vào gặp lại những video tiếp theo. Các bác nên nhớ là ủng hộ em xin like, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông, tất cả chọn vào thông báo để các bác cập nhật những video mới nhất từ bên em. Một lần nữa xin cảm ơn các bác rất nhiều.